Là người hiện đại đừng sống mãi kiếp tầm gửi, thay vì phải phụ thuộc vào thời tiết, vào điện thì nên có sẵn đèn vạn năng năng lượng mặt trời như này. Giải pháp tối ưu giúp bạn giải quyết nỗi lo nóng nực ngày hè, cúp điện đột ngột làm mất nguồn sáng, cần cục sạc dự phòng khẩn cấp nhưng không biết để đâu. Chỉ một thao tác, cuốn ngay 1001 nỗi lo, kéo là sáng, gập là tắt, ấn là mắt, cắm là sạc. Hiện đại, tiện dụng, đa năng không phải loại nào trên thị trường cũng có được. Ưu việt nhờ sử dụng nguồn điện mặt trời giúp tiết kiệm chi phí tiền điện, thân thiện với môi trường. Quạt có thể gập 90 độ để mát nhiều hướng khác nhau và có thể sử dụng song song cả quạt cả đèn một cách dễ dàng. Đèn quạt còn là cục sạc dự phòng di động cứu nguy khẩn cấp khi đang nhắn tin cho cờ rút thì hết pin. Dung lượng pin cực lớn có thể sạc đến 8 giờ. Khả năng chống nước siêu đỉnh, mối tình có đơm hoa kết trái. Làm việc buổi tối, học bài có kết thành chính quả hay không giờ chỉ còn phụ thuộc vào một cái nhấp chuột đặt hàng của bạn thôi đó. Nhanh tay đặt ngay kẻo hết là hối hận không kịp đâu ạ.